Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Thì video này chính là series 100 ngày trong tựa game Kingbee. Và nếu như các bạn chưa xem những cái video về series 100 ngày của mình thì các bạn nên xem lại những cái video đấy nha. Và mình đã bỏ ra 2 ngày để farm, 2 ngày để edit, thì các bạn đừng tiếc cái nút subscribe và nút like giúp mình nha. Và cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và chúc mọi người xem một cái video vui vẻ nha. Bye bye. Mua Robux ở shop bán robux.vn có thể thuê và bán Robux cực kỳ uy tín. Mua Robux ở shop bán Robux, mua Robux ở shop bán Robux, mua Robux ở shop bán Robux. Số lượng người đăng ký của kênh mình hiện tại là rất là thấp, mình đang cần mọi người giúp nó biến thành cái con số này. Thì mình vừa phát hiện ra một trang web có thể giúp các bạn có Robux miễn phí nhưng mà không cần bất cứ điều kiện gì, chỉ cần nhập tên Roblox của các bạn vào là có thể đăng nhập được rồi. Các bạn kiếm Robux bằng cách làm các bài khảo sát đơn giản, chơi xổ số. Cách thức rút Robux cực kỳ đơn giản, chỉ cần click vào đây và rút. Và đừng quên nhập code Thịnh E để có thể nhận được thêm Robux nhé. Ngày đầu tiên thì đối với những bạn nào mới chơi thì các bạn sẽ thường là farm quái đúng không? Nhưng mà đối với mình đã từng chơi Kingbee rồi và mình cũng đã tham khảo một số lần để mình gọi là rút kinh nghiệm rồi. Và theo như mình, nếu như các bạn nào mà muốn farm nhanh thì các bạn nên farm cái con pet nên farm cái con NPC nằm ở phía sau đảo đảo Tân Thủ ấy, cái con rắn ấy. Thì sau khi các bạn nhận nhiệm vụ đấy thì các bạn chỉ cần đi theo mình nhảy lên các cái bậc và nhặt cái đùi gà trên này thôi, và sau đấy các bạn nhặt một cái ở ngay chỗ spawn và một cái nữa là ngay chỗ cái con bán DF. Và khi đấy là các bạn sẽ lên được khoảng 2 cho đến 3 level rất là nhanh, và các bạn chỉ cần chờ và chờ cao đao những cái đùi gà đấy. Các bạn chỉ cần quay vô nhận nhiệm vụ và ra tiếp tục nhặt đùi gà để có thể hoàn thành nhiệm vụ nha. Và các bạn có thể sử dụng farm, nhưng mà mình khuyên các bạn là nên nhập các cái code vào để có thể farm nhanh hơn. Và mình khuyên luôn thì trong tựa game này thì nó sẽ có vài yếu tố các bạn cần lưu ý. Thứ nhất đó chính là bạn muốn farm nhanh, một là có DF ngon, hai là các bạn sẽ xài những cái sword ngon, và tiếp theo là các bạn phải xài những trái DF nào mà Logia thì các bạn sẽ có lợi hơn farm rất là nhiều. Tiếp theo đó chính là các bạn phải sử dụng tiền hợp lý nữa. Khi mà các bạn lên được một cái mức độ nào đấy thì các bạn chạy đi mua Haki toàn thân này, Haki né này và cả Suru nữa thì các bạn sẽ farm rất là tiện lợi. Nếu như các bạn nào mà không thích xài DF Logia thì các bạn có thể xài những DF ví dụ như là trái khủng long này, hay là gọi là Human, hoặc là những cái Chopper, thì những trái này thì những con quái nó sẽ không đánh được bạn và các bạn rất có lợi trong việc farm. Và mình trong video thì mình sẽ sử dụng cái phương án là nhặt cái đùi gà và sau đấy nhập code để mua một thanh kiếm và quýnh cái những cái con mod đầu tiên để có thể lên level nhanh hơn. Ngày tiếp theo thì mình farm lên tới level 20 mấy và chuyển qua đánh Smoker. Và điểm start của mình thì mình nâng full vô điểm support. Thì mình khuyên các bạn thật lòng luôn ấy, các bạn đừng nên xài combat trong cái tựa game này á. Bởi vì combat trong tựa game này nó khá là phế, và đối với mình, nếu như các bạn mà PvP hay là gọi là đi săn bounty thì đa phần các bạn toàn là xài support này, DF này, chứ ít ai mà đi xài mà mấy cái combat ví dụ như là water hay là combat người cá, hay nói chung là của combat của Sanji ấy, thì rất ít ai mà xài những cái combat đấy. Cho nên là các bạn cứ nâng full cho điểm support cho mình ở đầu game, và các bạn đánh smoke theo như cách mình của mình nha. Các bạn chỉ cần đánh nó ở một cái skill xa, sau đấy các bạn tiếp cận lại gần, chờ cho nó cao down cái skill và các bạn chỉ cần đánh tiếp, chỉ cần 2 skill thôi là các bạn có thể giết được nó rồi. Ngày số 3 thì mình đã lên level đủ để đánh cái con Taxi ở phía bên cạnh. Và cái con Taxi này thì tiếp đánh của nó rất là dễ, các bạn chỉ cần xài một cái skill ít của gọi là cái katana mà các bạn mua ở ngoài shop ấy. Thì các bạn xài xong skill này thì cái con đấy thì nó sẽ
skill quay vòng 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 của nó, và sau khi nó xài skill xong thì các bạn chỉ cần tiếp cận và đánh và nó rất là dễ chết. Nhưng mà cái con này nó có thể rớt ra các item cho các bạn một cây kiếm, và cái kiếm này cũng khá là ngon, đam của nó cũng ổn hơn cái cây katana mà các bạn mua rất là nhiều, cho nên là các bạn nên lấy cái kiếm này khi mà mới vào game nhé. Ngày thứ tư cho đến ngày số 5 thì mình vẫn tiếp tục farm mấy con ta si đấy. Và sau khi farm xong thì mình đã di chuyển qua đảo Boogie. Nhưng mà nếu như theo như mình ấy thì mình khá là dại dột qua đảo Boogie farm mọi người ạ. Mình nên ở lại đảo đấy và farm cho đến level 100, mua một trái DF, sau đấy là qua luôn cái đảo tiếp theo để mà farm. Nhưng mà mình lại quá dại dột, mình lại qua bên đảo Boogie farm, cho nên là thời gian farm khá là bị chậm lại hơn một khoảng cỡ 2-3 ngày luôn ấy. Cho nên là các bạn xem đỡ đi nhá, mình sẽ tua cho các bạn xem cho đỡ chán. Vì là cái hạt này mình ăn cắp cho nên là nó có sẵn cái game pass đi tìm DF. Và ngày thứ 6 thì mình đã phát hiện ra cái trái DF nó xuất hiện ở hòn đảo World, cho nên là mình chạy vào bển mình lấy. Và ngày thứ 6 không có gì á, nên là coi tiếp ngày thứ 7 đi. Ngày thứ 7 thì mình tiếp tục thăm ngàn và mình đã farm lên được cái con Boogie rồi. Bởi vì mình đã có sức mạnh của trái gáp cho nên là cái việc farm Boogie nó rất là dễ dàng. Mà nó vẫn đánh được mình cũng không hiểu sao luôn, nó không có Haki mà nó vẫn đánh được mình. Mặc dù mình là trái hệ Lugia. Và mọi người xem tới ngày thứ 8 đi nhé. Thank you.
ngày thứ 8 cho đến ngày thứ 10 mình đã qua được cây đỏ level 100. Và mình cứ tưởng đâu cái con này là nó sẽ spawn, ai ngờ đâu click vào thì mình bị mất 100 belly mọi người à. Vãi cá bìu vô game mà cũng bị lừa, nó bị mất cả 100 belly. Và mình chạy lên kia mình set spawn, sau đấy là mình mua luôn cái suru và ra farm. Thì mình farm sao, farm nhầm luôn cả con boss và chết luôn. Thì ngày 11 thì mình vẫn tiếp tục farm cho đến khi farm đến cái con mà cái con có cái rìu trên tay ấy. Và ngày số 12 thôi. Ngày số 12 mình đã được chuyển nhà qua bên cái hòn đảo A Long. Và qua bên này thì mình, bởi vì mình đã có đép Loga rồi cho nên là những cái bãi quái này rất là bình thường đối với mình. Farm cực kỳ dễ cho nên là các bạn gán kiếm những đép nào mà có hệ Loga để mua nhá. Và hoặc có thể các bạn đi nhặt cũng được, nhưng mà Loga farm đã lắm mọi người ơi. Mình bao cả sân gọi là của nhà A Long luôn. Ngày số 13 mình qua thăm chủ nhà A Long và mình đập A Long sắp mặt luôn. Và mình quên là hòn đảo này nó có bán cái size box và mình quên luôn. Thì cái size box rất là có lợi cho các bạn sau này, bởi vì các bạn khi combat thì các bạn sẽ bị mất máu, và size box là cái thứ combat đầu tiên mà có thể hồi máu cho các bạn được. Và hiện nhìn nghe nói là nó đã bị nếp lại rồi, hồi máu cực kỳ ít. Nhưng mà không sao, có đỡ hơn không, nhưng mà mình đã quên mua rồi cho nên là các bạn đợi ngày khác mình sẽ mua nha. Ngày 14 sau khi tôi farm xong, tôi mới biết trận chiến ga là ông mày ghét, tôi đã đủ tiền mua được cái haki toàn thân rồi. Cho nên là tôi chạy lập tức qua, tôi chạy qua tôi mua liền. Bởi vì haki toàn thân nó sẽ giúp cho các bạn tăng đam về support hay là combat rất là nhiều. Nhưng mà với cái giá 50k belly thì đối với mình rất là rẻ, cho nên là mình mua luôn tận 2 cái đem về nhà. Đã là ngày thứ 15 rồi, không biết các bạn ấn like chưa nhờ. Các bạn không ấn like là các bạn sẽ bị rít rôn đấy. Các bạn thấy các bạn chân chưa? Các bạn ấn đi, mình cho các bạn 3 giây đấy. 3, 2, 1. Ok, hên cho các bạn là các bạn ấn rồi đấy. Nhưng mà các bạn vẫn bị rít rôn nha. Ngày số 16 mình nghĩ là cũng khá là dài đấy. Bởi vì mình đang farm thì gặp một thanh niên gọi là khủng long bảo chúa lại quýnh mình. Nhưng mà quýnh không được, mình cầm trái gáp mình bay vòng vòng. Ông nội nó cay quá, ông nội mình chửi mình kêu ý gì 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 gì. Và mình cũng không biết nữa. Và cuối cùng xong, mình không biết có phải ông này nữa hay không, mà có một thanh niên mở hắt lại quýnh mình nữa, cũng xài cái khủng long luôn. Sau đấy thanh niên này bảo mình núp ý gì 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 nữa. Và mình vẫn cứ cầm trái gáp mình bay vòng vòng chọc con khủng long đấy. Xong kiểu quýnh không được mình ấy, cái cay cay quá. Xong cái chữ mình núp tiếp, cái bảo ý gì 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 tiếp. Và mình cũng có biết một chút tiếng Thái là mình biết cười ha ha, ha vô mặt nó. Xong cái nó quê quá, cái nó giành bãi farm của mình luôn. Thì các bạn cứ xem đi rồi các bạn biết nha. Thank you.
Trời ơi, mới giỡn có xíu thôi mà đứng giành bãi farm luôn, buồn thiệt chứ. Thôi không sao không sao, xong clip này là bay cái ạt liền gì. Bye bye cái ạt của bạn nhá. Sau khi tranh chấp đất đai gọi là gần nửa tiếng đồng hồ thì cuối cùng mình là người giành chiến thắng, bởi vì mình đổi server. Và sau khi mình đổi server xong thì cũng tốn khoảng thêm cỡ 2 ngày nữa để farm gọi là qua được cái đảo này. Và các bạn đừng nói mình sợ nhé, bởi vì nó có hack thôi, cho nên là mình nhường nó cái server đó luôn đấy. Ngày 21 thì tôi farm cái con người nến và ngày 22 thì tôi farm cái con bom. Vì là cái bãi quái ở cát thì nó khá là gần ở chỗ con nhiệm vụ, cho nên là tôi spam vài skill là cái con boss đã chết rồi. Và tôi đã bỏ ra từ ngày 23 cho đến ngày thứ 28 thì tôi đã lên được cái đảo trên trời. Lên trên đây thì farm cũng khá là dễ, bởi vì những con quái trên này nó không đánh được tôi, bởi vì tôi có Luga cho nên là tôi cũng farm khá là nhanh. Ngày 29 cho đến ngày thứ 34 tôi đã qua được cái hòn đảo Sabody. Và bên hòn đảo này thì những con quái thì cũng hơi là khó đánh, bởi vì tụi này đều có haki hết rồi, cho nên là bọn nó đánh chúng tôi khá là dễ dàng. Và tôi cũng đã lấy được cái cây bole, một cái cây vũ khí gọi là cũng rare, nói chung là cũng khá là ngon, bởi hai cái skill cooldown rất là nhanh. Và tôi cũng farm khá là lẹ ở cái hòn đảo này, bởi vì tôi đã có haki né cho nên là cũng đỡ luôn một phần nào đó. Ngày 35 cho đến ngày 42 thì tôi farm ở cái đảo sở thú, thì đảo này muôn loài thú luôn, có con sói nè, con hươu câu cổ này, và có cả con beo nữa. Hên là không có con. Ngày 43 cho đến ngày 50 thì cũng vẫn chỉ farm thôi, bởi vì cái hòn đảo sở thú đấy thì toàn đánh những cái con boss thôi, cho nên là nó cũng khá là dễ đánh, chỉ tốn gọi là thời gian thôi mọi người à, tại vì nó có một con thôi, nhưng mà những con này có thể đánh được mình, cho nên là mình phải tốn thời gian để né nè và canh thời gian mà để xài skill nữa, nếu không là có thể bị chết ngược và tốn thêm thời gian nữa. Và cái con boss bên cái đảo ma này thì mình cực kỳ ghét luôn, bởi vì nó xài skill mình thấy nó rất là ảo ma Canada luôn. Nó xài skill mà nó chết rồi mà skill nó vẫn dính vô người mình được, mình chẳng hiểu sao luôn, và mình chết với cái con này cả mấy chục lần luôn ấy. Ngày 51 là tôi đã farm qua tới được cái đảo Quơ rồi, và tôi cũng đã gặp được một bạn này, bạn đấy có mỗi tôi với bạn ấy ở trong server thôi, và bạn đấy nhắn là alo hello cái thứ gì đấy. Cái mình bảo là tôi là ác quỷ nè, sau cái tôi bảo tôi rủ ổng solo Free Fire không,
Ông lại bảo là không, không có ạ. Tôi mới bảo là đi mua ạc trên shop đi. Xong cái tôi cũng bảo là tôi là YouTuber Free Fire nè, ông sub cho tôi đi, tôi sắp lên được 100 sub rồi. Ông lại bảo là ừ đưa kênh đây, kênh gì. Tôi thấy ông cũng nhiệt tình, thế là tôi đưa kênh cho ông. Cái tôi gửi tên Thịnh nè, cái ông bảo là oh my god, anh Thịnh kìa, anh Thịnh nhè, anh Thịnh ơi, anh Thịnh kìa. Oh my god, lần đầu tiên gặp được anh Thịnh nè, anh cho em xin Robux được không? Xin Robux nè. Ngày 52 cho đến ngày 60 thì tôi tiếp tục farm ở đảo World và tôi biết là tôi phải lấy được cái cây Bicento. Bởi vì cái cây Bicento này nó sẽ giúp tôi rất nhiều ở cái hòn đảo New World. Bởi vì cái tầm AOE chém của nó rất là rộng và nó có thể giúp tôi farm được những con boss hay là những con mod ở bên bển rất là nhiều. Cho nên là tôi đã lấy được cây Bicento trong ngày thứ 50 mấy, tôi cũng không nhớ nữa bởi vì tôi không có quay lại. Cho đến khi ngày thứ 55 thì tôi đã đi làm được cái nhiệm vụ gọi là lấy cái bản đồ đưa cho cái thằng này để tôi có thể qua được bên New World. Và tôi rất là sai lầm khi gọi là qua bên New World sớm, bởi vì tôi không đủ level để làm được cái nhiệm vụ đầu tiên luôn. Cho nên là tôi đã trở về On World để có thể tiếp tục nhiệm vụ. Ngày 61 cho đến ngày thứ 65 tôi đã farm đến cái bãi thứ hai của bên New World. Và đây thì tôi cũng thấy khá là lạ, thì lúc trước tôi chơi New World thì nó chưa có remake lại. Bây giờ thì nhìn map lạ quá cho nên là tôi cũng quên luôn những cái bãi vị trí farm rồi. Và trong video thì nó sẽ có một vài đoạn gọi là mình đi kiếm cái chỗ farm ấy, thì nó sẽ hơi mất thời gian và các bạn thông cảm giúp mình nhé. Ngày 66 cho đến ngày 67 thì mình farm qua được tới cái bãi, cái con này có tên là Violet Samurai. Và mình đánh con này mình không biết nó có rơi ra đồ không nữa, mà mình đánh hoài luôn mà nó vẫn không ra đồ. Nó vẫn không ra một cái item hay là một cái cây kiếm gì cho mình cả. Ngày thứ 66 đến ngày 68 thì mình qua quýnh con thỏ đực. Và con thỏ đực này thì mình thấy nó khá là dễ đánh hơn cái con gọi là Violet Samurai khá là nhiều. Bởi vì cái con này nó đánh skill nó ra chậm quá cho nên là mình có thể né được skill nó khá là dễ dàng luôn. Ngày 70 cho đến ngày 71 thì mình được chuyển qua bên bãi đánh Batman. Và cái con này ha, tao đánh mày, mày làm gì tao, về mét bố mẹ à. Ơ không được. Ngày 72 đến ngày 73 thì tôi đã được đổi bãi rồi, qua bên này thì thôi, tôi là chùm luôn rồi. Qua bên đây tụi này không đánh được tôi bởi vì tôi xài trái Lugia mà. Ui, vào đây tôi múa gọi là múa quạt tụi này đỡ không nổi luôn. Khi lên đến level 2008 thì tôi được quýnh lộn với bác gấu Nigger. Bác gấu này thì y như tôi nhưng mà bị một cái là da hơi đen thôi. Lên level cao một tí nữa thì tôi đã được đổi bãi qua đánh một con boss có tên là Magicico. Con này thì là một phù thủy nhưng mà mình không biết là phù thủy hay là gọi là chuyên gia hacker nữa. Mình quýnh hết cây máu đầu xong tự nhiên Blacy bùa hồi thêm cây máu rồi thêm hiệu ứng gọi là Super Saiyan nữa chứ. Vãi cả bìu thôi. Ngày 78 đến ngày 79 tôi được quýnh với gọi là một idol đích bự của tôi, đây chính là Gerutu, mà không biết sao trong game nó lại đặt tên là Bachi Woman đó. Cái đạn này thì không có gì đâu, tự nhiên quýnh xong cái quay quay lại nguyên cái đích bự vô mặt. luôn
81 tôi đi quýnh lộn với một con Kappa. Con này thì trong phim thì tôi thấy nó ngầu lắm, nhưng mà vô trong game tôi không biết sao nó hình vuông nữa. Tới ngày 83 thì tôi quýnh với một con dơ ma mút, một con thú mũi dài. Và con này thì tôi thấy khá là dễ đánh. Thì tôi thấy nguyên một cái map New World này thì tôi thấy có mỗi một con Magical là nó khó đánh nhất thôi, còn lại thì dễ ẹt. Ngày 84 đến ngày 85 tôi đã qua được bên cái đảo Đầu Lâu. Đảo Đầu Lâu này thì chúng ta sẽ có thể đánh được Kaido và lấy được một cái cây gọi là cái cây chùy của cây của ông Kaido ấy. Và các bạn sẽ cần đánh Skeleton và đúc viên ngọc vào để có thể gọi là chịu hồi được ông này. Nhưng mà mình lười quá cho nên là thôi, mình không muốn lấy, mình xài luôn cây Bishinto cho nó lành. Và hai ngày tiếp theo thì mình cũng đã qua được cái bãi đối diện rồi. Bãi này thì các bạn đánh thì nó sẽ ra một cái viên ngọc để giúp các bạn đánh được Kaido, nhưng mà không hiểu sao mà bình farm gọi là tới khi đổi bãi luôn mà vẫn không ra. Mẹ số xu gì đâu. Ngày 88 cho đến ngày thứ 9 ở lộn ngày thứ 88 cho đến ngày thứ 89 thì mình đã qua được khu sa mạc. Khu sa mạc này gọi là còn có tên khác nữa, gọi là kho tồn vũ khí mọi người. Bên đây là đánh con nào là ra vũ khí con đấy, đánh con nào là ra vũ khí con đấy. Thề luôn, bên này là các bạn mà muốn tìm vũ khí á, mà gọi là muốn sưu tầm nữa thì các bạn mà còn muốn thêm nữa gọi là mua 2 tặng 1 á thì qua bên này có gọi là cung cấp đầy đủ vũ khí cho các bạn luôn. Đối với mình thì cái bãi ở sa mạc thì chỉ có mỗi con Pharaoh này thì nó khó farm thôi, bởi vì nó nằm ở trong một cái lồng kính mà nó còn xài skill AOE rộng nữa. Các bạn chỉ còn cách là nhảy lên đè skill và giữ skill cho đến hết skill của nó, và các bạn nhảy xuống đánh nó thôi. Chỉ có mỗi một cách đó thôi là các bạn sẽ được hạn chế đam có thể nhất có thể luôn ấy. Và mình chỉ có cách đó để farm nhanh cái con này thôi. Wow, thật là tuyệt vời, mình cũng đã qua được một cái đảo mới rồi. Đảo này là đảo của Big Mom. Và mình đánh cái con này nó có tên là Suken GVVSET gì đấy. Con này thì đánh ra được một cái thanh kiếm của nó khá là phế, và mình ra lúc nào mình cũng không hay luôn. Và cái
Ngày 94 cho đến ngày thứ 95 thì mình quýnh một con có tên là Bikutman. Con này thì nó ra một cái cầu vai ở bên tay của các bạn và các bạn sẽ được cộng đam kiếm. Mình không biết sao nữa mà mang cái này vô mình thấy nó nặng nề hơn mà nó vẫn cộng được 3% đam. Thì như mình nhớ những cái đợt update trước là nó không có những cái item kiểu như là mang cho các bạn. Và mình thấy là mỗi đợt update này thì nó mới ra được hai món, là cái cầu vai này với được với một cái áo choàng của cái thằng Mochi ấy. Ngày 96, ngày 97 thì tôi đã farm đến gọi là cái bãi cuối cùng rồi. Cái con này là cái con cuối cùng, tôi chỉ cần farm max level và lấy luôn cái item mà gọi là của nó mang luôn, thì tôi sẽ hoàn thành cái thử thách này trong khoảng 3 ngày nữa. Và mọi người gán xem hết đi nha. Wow, thật là tuyệt vời. Ngày 88 đến ngày 99 thì mình đã được cái item của con Mochi rồi. Và cỡ 11 level nữa thì mình đã hoàn thành cái thử thách này rồi. Và mọi người gán xem tới cuối đi nhé, còn vài giây nữa thôi, gán xem đi. Và chỉ còn có khoảng 2 level nữa là mình đã xong thử thách này rồi. Ok, và cũng cảm ơn mọi người xem rất là nhiều.